Năm 2024, than Hà Tu phấn đấu khai thác 2,7 triệu tấn than nguyên khai, tăng 150.000 tấn so với năm 2023, tiêu thụ 2,6 triệu tấn. Đây là mức sản lượng khai thác than cao nhất trong 10 năm gần đây của than Hà Tu. Để đạt được mục tiêu này, than Hà Tu đang thi đua đẩy mạnh nhịp độ sản xuất mức cao nhất, phấn đấu tăng sản lượng khai thác, tiêu thụ than đáp ứng cho thị trường. Công trường khai thác 2 là đơn vị sản xuất chủ lực của công ty cổ phần than Hà Tu. Năm 2024, đơn vị được giao chỉ tiêu bốc xúc 22 triệu mét khối đất đá, khai thác 1,6 triệu tấn than nguyên khai, chiếm gần 60% sản lượng khai thác than của toàn công ty. Những ngày này, công trường huy động tối đa các tổ đội hưởng ứng thi đua 120 ngày đêm phấn đấu hoàn thành phương án, hạ mong và kế hoạch 6 tháng đầu năm. Để hưởng ứng chiến dịch 120 ngày đêm của công ty phát động, thì về công trường chúng tôi khi được nhận kế hoạch phát động chiến dịch, chúng tôi đã phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Và để chuẩn bị cho công việc này thì chúng ta đã chuẩn bị về điều kiện làm việc, vật tư, máy móc, sửa chữa thiết bị để làm sao nâng cao hiệu quả năng suất và gắn liền trách nhiệm của cán bộ nhân viên, giao nhiệm vụ đến từng tổ sản xuất, trách nhiệm của từng cán bộ chỉ huy để làm sao đảm bảo công tác an toàn và phát huy hết được cái công suất của máy. Dự kiến hết quý 1, công trường chúng tôi sẽ đạt được trên 25% kế hoạch được công ty giao. Anh em tổ đội chúng tôi đang hăng hái thi đua, đẩy cao năng suất thiết bị, đảm bảo công tác an toàn để góp phần hoàn thành kế hoạch của công ty cũng như công trường đề ra. Công ty cổ phần than Hà Tu hiện đang tập trung khai thác than tại mức âm 155 m trở lên. Đây là một trong những mỏ lộ thiên có sản lượng khai thác than cao của TKV. Để sớm hoàn thành sản lượng được giao, từ đầu năm đến nay, công ty đã bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo, điều hành của tập đoàn, đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đặc biệt cuối tháng 2 vừa qua, công ty cổ phần than Hà Tu là đơn vị đầu tiên trong tập đoàn phát động thi đua 120 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024. Chiến dịch thi đua kéo dài từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 tới. Mục tiêu thi đua của 120 ngày đêm của công ty thì chúng tôi thực hiện phấn đấu về khâu đất đá bốc xúc, thực hiện trên 50%, trên 22.600.000. Và than đào chúng tôi thực hiện năng phấn đấu là 1.7-1.8 và mục tiêu như vậy thì sẽ đạt trên 60% kế hoạch năm. Cái giải pháp điều hành chúng tôi đã triển khai và thực hiện tập trung một số giải pháp chính, ưu tiên tất cả cho cái sản xuất về từ công tác chuẩn bị cho đến triển khai công tác kế hoạch sung mong, các cái giải pháp mở rộng bãi thải để tăng sức chứa và cũng như là cái việc mà đáp ứng được cái sản lượng kế hoạch của tháng. Từng tháng giải pháp mở rộng kho than để tăng sức chứa và khi kế hoạch xuống than mong tập trung xuống than xuống mong với tốc độ cao để đạt được cái mục tiêu sản lượng tốt trong các kỳ của các tháng để đạt được trong kế hoạch 120 ngày đêm. Quý 1 là quãng thời gian cao điểm đẩy mạnh sản xuất than lộ thiên. Hiện công ty cổ phần than Hà Tu đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị triển khai phương án hạ mong than. Dự kiến kết thúc tháng 3 này, công ty sẽ hạ mong than xuống mức âm 165 m, hết tháng 6 tới sẽ hạ xuống mức âm 180 m.